Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của ẩn dụ. Nghĩa của ẩn dụ là gì? Một con số bài phát biểu trong đó một thuật ngữ cụm từ được áp dụng cho một cái gì đó mà nó không được áp dụng theo nghĩa đen để đề xuất một sự tương đồng. Như là sức mạnh của Thiên Chúa chúng ta so sánh ẩn dụ hỗn hợp. Một cái gì đó được sử dụng hoặc được coi là được sử dụng để đại diện cho một cái gì đó khác, biểu tượng. Định nghĩa tốt nhất của ẩn dụ là gì? Một hình ảnh của lời nói trong một từ hoặc cụm từ biểu thị nghĩa đen của một loại đối tượng hoặc ý tưởng được sử dụng thay cho một từ khác để gợi ý sự giống nhau hoặc tương tự giữa chúng. Một ví dụ về một phép ẩn dụ là gì? Một phép ẩn dụ là một nhân vật của một lời nói mà làm cho một sự so sánh ngầm, ngụ ý hoặc ẩn dữ hai điều đó không liên quan, nhưng mà chia sẻ một số đặc điểm chung. Cụm từ sau đây là một ví dụ về phép ẩn dụ. Anh trai tôi là con cừu đen của gia đình. Vì anh ta không phải là con cừu đen, cũng không phải là màu đen. Một số ẩn dụ nổi tiếng là gì? Những ẩn dụ nổi tiếng: thứ nhất, các vụ nổ lớn. Thứ hai, tất cả thế giới là một sân khấu và tất cả đàn ông và phụ nữ chỉ đơn thuần là người chơi. Thứ ba, nghệ thuật rửa sạch khỏi linh hồn bụi đời thường. Thứ bốn, tôi là người chăn cừu tốt bụng. Tôi đã hy sinh mạng sống của mình cho cừu. Thứ năm, tất cả tôn giáo, nghệ thuật và khoa học là các nhánh của cùng một cây. Một ẩn dụ trong cuộc sống là gì? Phép ẩn dụ trong cuộc sống là một cách so sánh cuộc sống với những thứ khác theo cách có thể giúp bạn suy nghĩ về cuộc sống và các vấn đề của bạn theo một cách khác. Nói chung, phép ẩn dụ không chỉ giúp mọi người mô tả có ý nghĩa về cuộc sống của họ mà còn có thể phục vụ như một nguồn khích lệ, động lực hoặc lòng biết ơn. Một ẩn dụ sáng tạo là gì? Một ẩn dụ phép ẩn dụ sáng tạo là một so sánh ban đầu gọi cho sự chú ý đến chính nó như một hình ảnh của lời nói. Đó là một lời kêu gọi thay đổi ngôn ngữ và cuộc sống của một người hơn là một đề xuất và cách hệ thống hóa chúng. Tại sao chúng ta sử dụng phép ẩn dụ? Phép ẩn dụ cho phép các nhà văn thể hiện các sắc thái và cảm xúc, kinh nghiệm, hình ảnh và không có từ vựng cụ thể tiêu chuẩn nào tồn tại. Một phép ẩn dụ được biết có thể trở thành tiêu chuẩn trong một ngôn ngữ, kết hợp các khái niệm và từ vựng theo những cách mới lạ, về bản chất cũng dễ chịu. Một ẩn dụ cho tình bạn là gì? Dưới đây là một phép ẩn dụ thiếu yêu thích tôi về tình bạn. Bạn bè thể hiện tình yêu của họ khi gặp khó khăn, không phải trong hạnh phúc. Bạn bè là những anh chị em của Đức Chúa Trời, không bao giờ cho chúng ta. Một người bạn tốt giống như một bồn lá, khó tìm may mắn có được. Tại sao các phép ẩn dụ rất mạnh mẽ? Điều gì làm cho ẩn dụ mạnh mẽ như vậy? Phép ẩn dụ khiến khán giả của bạn nghĩ về ý tưởng của bạn theo một cách khác. Các phép ẩn dụ trực quan cho phép khán giả của các bạn xử lý các lý tưởng theo hai cân theo trong não của họ, tạo ra tác động sâu sắc hơn khi họ đồng bộ hóa hình ảnh với lời nói. Làm thế nào để bạn dạy ẩn dụ cho học sinh biết rằng phép ẩn dụ là những phép so sánh hai thứ không giống nhau bằng cách nói chúng giống nhau. Yêu cầu học sinh xác định hai điều được so sánh và giải thích chúng giống nhau như thế nào. Giải thích cho học sinh rằng trong bài học này họ sẽ xác định các phép ẩn dụ, giải thích chúng giống nhau như thế nào và sử dụng chúng trong một câu. Sức mạnh của phép ẩn dụ là gì? Sử dụng phép ẩn dụ, thậm chí ngôn ngữ rất đơn giản và hình ảnh rất phổ biến có thể được đưa vào các chòm sao độc đáo mới. Họ thể hiện một lý tưởng sâu sắc và phức tạp về tình yêu, vượt xa mọi hình thức mô tả hay lập luận theo nghĩa đen có thể đạt được. Nó nói những gì một mình không thể. Một phép ẩn dụ có ảnh hưởng gì? Các phép ẩn dụ hiệu lực thi hành
là cách mà chúng ta có xu hướng hiểu và ghi nhớ dễ dàng hơn như ẩn dụ ngôn ngữ, vì nó kích hoạt trí tưởng tượng của chúng ta. Phép ẩn dụ tham gia vào bán cầu não phải, điều này hình ảnh tinh thần của chúng ta cùng chức năng cho phép chúng ta mơ. Tại sao phép ẩn dụ và ví von quan trọng? Phép ẩn dụ và ví von cũng có thể khiến người đọc thực hiện một số công việc. Họ khuyến khích khán giả sử dụng ý tưởng tượng của họ, hoặc thậm chí diễn giải các từ theo riêng của họ. Vì phép ẩn dụ và ví von hiển thị chứ không phải nói, họ mời một người đọc vẽ tranh trong tâm trí anh ta. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.